Dungeons and Dragons, một game nhập vai với tiềm năng kể chuyện có 102, với sự đóng góp vào câu chuyện từ tính cách, ý tưởng và tông giọng của từng người chơi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ combat mất não, lăn xúc xắc, bom quái xong là sướng. Sau đây là game combat ngắn mình dẫn nhanh cho mấy thanh niên ở trong Discord chơi D&D của bọn mình cho bọn nó đỡ nghiện. Sau đây là School Smasher, baby. Hôm nay mình chơi toàn combat, không có quá nhiều roleplay. Đúng ra là không có roleplay, chúng ta cứ chơi mất não thôi. Đây là một cái nhóm cùng làm mạo hiểm giả với nhau, có thể là biết nhau qua tự biết hoặc là qua một cái mạo hiểm giả hội để có quest đi làm cùng. Đầu tiên là mọi người đi qua một cái khu vực đó là lạnh buốt băng giá vì vẫn đang ở mùa đông. Nhiệm vụ của mọi người khi mà đến cái vùng này có vẻ như là một cái thành phố đã bị bỏ hoang và tuyết phủ rất dày. Mọi người thấy trong này có rất nhiều xác sống đi lại chậm chạp trong mùa đông. Có vẻ là khi mọi người vừa mới đến vùng này thì các con zombie đã đều nhận biết được sự xuất hiện của mọi người, bọn nó đánh hơi được mọi người. Đây là những cái con mà mọi người thấy ngay lập tức ở lúc này. Có vẻ cũng có tiếng của các con khác đang ở phía xa bắt đầu tiến lại gần. Má đẹp đấy. Nhiệm vụ của mọi người là phá hủy những cái chiếc đầu lâu ma thuật nằm ở dưới mặt tuyết, không phải cái đầu bọn này. Trông nó như thế này, đây là một cái ví dụ. Có tổng cộng là 10 cái trên map này. Chúng ta lần initiative. Đây cái này này. Alright. Đây thì Thiện xóa cái initiative cũ đã. Game này chỉ là combat và hopefully là cool combat design, không phải là trong D&D lúc nào cũng có mọi người have fun. Chưa thấy initiative. Em roll chay nhá. Có lệnh roll chay không anh? Roll chay cũng được. Thì roll ở đâu? Nói chung là anh tin tưởng các cái roll ở Danibel. Còn em di chuyển thì có thể là nhìn luôn mà. Ừ cũng được. Hoặc có thể và có thể nhìn stream của Hoàng để di chuyển nhân vật cũng. Wait. Em zone ở cái kênh game này luôn được mà. Cũng được. Roll ở roll 20 được nhưng mà không nhìn được map à? Em vẫn nhìn được map nhưng mà em đang đây được rồi. Dùng lệnh roll initiative rồi thì hay là mọi người add luôn nên em roll được 12. 11. Em roll được có 12 à. Không biết ai thì không biết dùng lệnh. Ở trên roll 20 thì mình ấn mở cái sheet ra xong có chữ initiative ở bên trên cục máu. Oh. Giữa armor class và speed. Nhưng để ấn cái đấy thì đầu tiên phải ấn cái token của nhân vật mình, rồi mới ấn initiative để roll 20 biết là cái initiative này gắn vào cái token nào. Add con bot vào cái game Elvis rồi không anh? Add con Avrai. Khá là lằng nhằng hiện tại. Em có thể lăn ở boss spam. Alright. Lăn boss spam đi. Ok, that's something. Lăn xem initiative của Tylung là bao nhiêu. 11. Ok. Có cách nào cho mấy cái này nó nhỏ đi không nhỉ? Cái nào? Cái Intel. Có. Cái, vào setting, xuống audio và video, xong vào cái tab thứ hai của nó là video display. Trong đấy đặt player video avatar size là names only, chỉ hiện tên. Rồi, cho bọn này initiative nào. Boom. Hy vọng mọi người đã có nhạc thì chúng ta sẽ có bát. Chúng ta bắt đầu từ trên xuống. Xperia. Bây giờ, tại vì là cái turn đầu tiên thì hãy miêu tả nhân vật mình một tí. Nói chung là cái cách họ đánh nhau, cách họ fit vào cái team này. Đầu tiên là Vesperia là một cô gái trẻ khoảng tầm 19-20 tuổi. Cô ấy đương nhiên là chỉ là một người bình thường nhưng mà sẽ không bình thường lắm nếu như mà cô gái bình thường như này cầm một cái nỏ nhưng mà lại học được một cái truyền thống của người Elf về Bladesings và nó sẽ khá là kỳ cục tại vì đã ra một thứ mà chỉ của người Elf học được thì lại truyền cho một cô gái con người. Và đấy cũng là cách mà cô ấy chiến đấu. Cô ấy chiến đấu rất là kiểu nó giống như là mỗi lần cô ấy chiến đấu nó sẽ giống như là một cái buổi performance, một cái buổi trình diễn khi mà cô ấy ưa dùng những cái vũ khí mà sử dụng cần nhiều độ linh hoạt như là liễu kiếm rapier hoặc là đơn giản là cô ấy chỉ cần bắn một cái nỏ cầm tay. Và bây giờ thì cô ấy đang cầm trong tay cái nỏ nhưng mà trước khi cô ấy định làm gì thì đương nhiên là phải em nghĩ là em sẽ để cast mage armor trước. I think. Ok, những cái phép nào mà có độ dài là khoảng 8 tiếng, từ 1 tiếng trở lên, mọi người có thể cast trước khi vào combat này. Mọi người biết. Thế là được pre-cast ạ? Anh sẽ cho là mọi người biết đến đây là để đánh nhau, nên là những cái gì cả chuẩn bị. Phép hoặc là cái ability gì đấy từ một độ dài từ 1 tiếng trở lên, mọi người có pre-cast được. Ok, thế thì em xin phép em pre-cast Mage Armor trước. Thì em nghĩ là trước tiên thì cứ bắn thử đã. Em nghĩ là em sẽ Vesperia sẽ dương nỏ lên và bắn vào cái con gần nhất.
Ok. Alright, so Mọi người thấy xung quanh mọi người khá nhiều các loại xác sống undead, có con, có thịt, có con toàn xương, ghoul và ghast các kiểu. Chín bắn con nào? cái con bên Con phải thẻ gần lưỡi em hả? nhất. Vâng. Và bonus action em có crossbow expert cho nên là em sẽ bắn thêm một nhát nữa. Ok. Wake, wizard làm sao học được sử dụng handbow nhỉ? Hand crossbow ấy. Multi-class Em fighter. multi-class. Em có fighter là class chính. Sao em Ok, multi-class? nghĩa là một fighter hai wizard đúng không? Vesperia sau khi bắn hai phát tên và tên đấy thì cô ấy chững lại để xem là có nhát nào trúng không rồi bắt đầu di chuyển Nhát thứ hai trúng, để sáu đạn. ok thế thì em sẽ di chuyển xuống Ủa, mọi người chat ở đâu ấy? đây. Em không nhìn thấy chat hay là zone của mọi Ở trong Oh wait, phần chat của Rô 20. đây thì đâu? em đang không nhìn thấy, nó bị lag quá. Ở cái chỗ Đang có đứng thể ở đâu là nhỉ? Danny đang nhìn bên journal, cái tab journal chuyển sang tab chat. Thì lại bị hay. Không chat mà. Alright. Thế là chắc là lag rồi. À, nhìn stream cũng được. Nhìn cái share Em chat mọi người có nhìn nhìn thấy không? screen có chữ lag rồi. Đúng rồi đấy. Bây giờ mới cái chat của em nó hiện cái chữ đầu tiên. Wow, thôi Mà không rồi sao, vậy thế quan này trọng đi, gì. anh Hoàng có giúp di chuyển tay lung được không, nếu mà cần thiết có thể là trong khi chơi bị lag thì em Thử thế à. Hôm nay zone 20 hơi lag. Rồi Hoặc là Vesperia còn làm gì lần không? khôn lag. Em đang tìm move. Thôi move tạm xuống đây thôi đã. Em enter. Ok, những cái đầu lâu ở dưới đất này thì mọi người phải dùng hoặc là action hoặc là bonus action để phá hủy nó. Skill và Bây giờ là chưa thấy cái đầu đầu lâu nào đúng không? Chờ, bây giờ phải đi tìm. Có thể có người thấy, có thể có người không. Chuyện dùng spell đánh được không? Không, những cái Không được đầu không? lâu này yêu cầu mọi người phải đứng cạnh nó 5 feet và dùng action hoặc bonus action để làm một cái ritual phép thuật đã được học Rồi rồi, để hiểu phá rồi, hủy hiểu nó. rồi. Ritual. Không kéo lại được à? Có thể tương tác nó như một cái đồ vật, những thứ nào mà nó giống, những phép nào nó tác dụng lên đồ vật thì có thể tương tác được nó, nhưng mà damage không thể phá hủy được nó. Hiểu. Sát thương không thể phá hủy được. Kiểu thanh tẩy gì? Đúng Hiểu. rồi, kiểu thanh tẩy. Nó là purify. Con gu ở ngay dưới đây thì đi đến gần Đắc Đinh và nó sẽ Đắc cao cắn dưới đi. Linh 30 máu là fighter. Paladin vậy. Yeah. Đến turn của những người đấy thì mọi người sẽ biết class sẽ có giới thiệu. Cái bite là 6, mình lấy bên trái tại vì nó không có advantage, quy ước như vậy. Con zombie trên này sẽ lẫm dẫm lò dò bước đến cạnh Lightning Queen và huých vào người phát 22 trúng 4 đam. Đắc Đinh, hãy miêu tả nhân vật của mình trông như thế nào và phong cách chiến đấu là gì, rồi dùng turn của mình. Nhân vật của em là một giáp heo có thân cao khi khoảng tầm chỉ tầm 90 sang thôi. Phong cách này là cầm một cái long bow để bắn để tiễn từ xa. Nếu ví dụ nếu cũng quá đến gần thì mình có một thanh short sword để đâm nó, và có một cái handed Fighter, sorry, không phải Paladin. Fighter, bow fighter. Dex Fighter. Dex fighter. Yeah, it's a basic như đã nói thì Dex fighter thường mạnh hơn Strength fighter. Đắc Đinh, thích hơn em. Còn em di chuyển Con kia tấn công xa thế cơ à? Hay là anh không di chuyển token của nó? Vậy là em chắc em lag, nhìn stream đi. Thế thôi, để em tắt Nhìn cái này đi, stream em đi. Vào xem ở stream đi, trong vào đấy stream vậy. nha. Và stream đi, đằng nào em cũng không roll trên đấy. Em di chuyển 20 ra đây. Di chuyển Khi nào bị mà ăn di đòn nhé. Đừng 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 chuyển đòn đấy. Khi mà di từ chuyển ra chill khỏi tầm cận chiến của một kẻ địch là nó có thể chill. dùng phản Còn ứng. fighter tăng luôn đi, tăng luôn được mà. Fighter tăng đi cho anh em còn đây. Anh được mà anh được Fighter không tăng là đứng lại đấu với nó luôn đi, đừng còn anh em bảo hộ anh em Thôi. bây giờ. Anh em mà giết. Thế này nhé, trong turn mình thì mình có thể nói là nhờ người khác làm gì, nhưng mà khi đang turn người khác không nên nói chen Ok. vào những hành Không, động ông của người này khác. mới chơi thì hỏi bảo cho ông này mới chơi thì nhắc. Đấy, không có gì, chơi rồi sẽ biết thôi. Con này nó cắn với theo nhưng mà trượt. Em sẽ dùng cái longbow của em bắn con vừa định chắn em. Ok, là con này. Mọi người có thể ping trên Roll 20 bằng cách giữ chuột trái một lúc. 22 trúng. Đấy, ốc đập. Đây là cái À, short sword chờ của em này. hai spellcaster à? Beam có vẻ. Ra short sword với cái đam. À, thực ra longbow đúng Longbow em muốn không? nhập. Em muốn nhập. Rồi, lan lại để đam. 10 đam. Đó. Pew! Con này vừa cắn xong, đang hướng mắt nhìn theo. Thì Đắc Đinh xả lại một mũi tên vào cái hàm của nó lủng hơn cái hàm tái lung.
Tai Lung sẽ chạy đến chỗ của Lai Linh, đứng ngay bên cạnh Lai Linh. Mọi người sẽ thấy Tai Lung chạy bằng bốn chân, sau đó nhảy lên đá vào con zombie. Ừ, đá đi. Em zone ở boss span nhé. Cứ nói cho anh là lan được bao nhiêu. Em muốn 16. Roll trên D&D Beyond. Sát thương là 6. Ok, bao nhiêu, chính xác bao nhiêu? Chính xác là 16, sát thương là 6. Ok, thì Tai Lung vừa nhảy lên vồ cái con này và đá vào mặt nó. Thì thấy cả cái phần cổ nó cũng vẹo sang một bên, cả cái phần vai nó rách ra rồi đó. Đứt làm đôi. Nó sẽ phải dồn một cái strength saving throw, à nhầm, dex saving throw. Vì chết rồi nên là nó fail. Hiện tượng gì xảy ra em? Ok, nghĩa là em nghĩa là nếu mà nó fail thì nó sẽ prone thôi. Ok. Man mà 3, nghĩa là em còn đủ open speed hand để chạy đến con open hand, chạy đến con chéo bên trên nữa. Em còn đủ speed chạy lên đây đúng không? 35 đủ không? 35, măn có 40, em có 40. Rồi, đến con tiếp bên này. Thì em có Flurry of Blow, em sử dụng một ki của mình để tấn công nó hai lần. Đầu tiên là, lần đầu tiên là 22, sát thương là 5. Rồi, nó chết luôn. Không cần mất mất Flurry of Blow, em enter. Mọi người thấy Tai Lung lao vào đá bay con một con zombie, sau đó lao tiếp vào con còn lại và dùng hai móng cào xé rách con zombie còn lại. Một ít máu khô của những con zombie này văng ra. Con này thấy Tai Lung vừa quát quét một lượt hết đồng bọn của nó chạy đến, nó cũng giơ tay ra cào vào. Ông ơi. Nát một. Accident. Miêu tả nhân vật của mình và bắt đầu tên. Shit. Bật background music lên để đánh nhau. Accident là một paladin và thường chỉ đứng bảo vệ tem thôi. Thì em sẽ bless cho Accident, Tai Lung và Lightning đúng không? Không. Tai Lung, Lightning và Vesperia. Ok. Không tự cắt bless bản thân à? Mày ra đây đứng thôi. Paladin này hệ hỗ trợ. Rồi, con zombie này sẽ bắt đầu mò ra từ ngôi nhà bên cạnh. Yo, lượt anh bỏ à? À chưa, con này đúng không? Chưa đến mà, đến con này chưa. Chưa đến, chưa đến anh. Nó đi được 20 feet là hết tốc chạy, nó sẽ phải dash ở đây. Rồi, hết tới. Vừa bỏ đi. Lightning. Lightning thì để bắt cao tí không? Cho miêu tả một tí và phong cách chiến đấu. Là nguồn tốc sức mạnh là trong một lần anh là anh là thuộc dòng dõi hoàng tộc ở lục địa phía đông nam. Trong một lần anh trèo lên ngọn tháp trơn, anh bị sét đánh thì thức tỉnh sức mạnh của Sotheret. Thì các trường đánh anh chủ yếu là hệ điện thôi. Là một số phép thuật anh học trên đường đi thì nó đang ngay gần đúng không? Trời cần chip sốc web. Lại chúng. Shocking Grab, Lightning McQueen. Đam đi anh. Xong miêu tả đòn đánh. Ấn vào chữ Shocking Grab ở trong chat. Rồi, miêu tả đòn đánh anh. Nó cũng chết. Chết rồi à? Thì anh vẫn chở có một luồng ánh sáng điện màu xanh lam. Anh tóm một cổ nó rồi ném nó sang bên. Đấy, khi mà ném sang một bên, người nó vẫn co giật vì những cái luồng điện. Con skeleton bên trên bắn một phát vào Tai Lung. Pew! 24 chính xác cho 6 đam vào Tai Lung. Trừ máu vào Tai Lung. Con skeleton bên dưới sẽ bắn vào Acida không, đứng vướng quá nhỉ. Thì đứng ở đây cho clear shot vào Lightning. Acida là có con enemy khác đứng chắn. 19 vào Lightning, trúng không? Chắc là trúng đúng không? AC của Lightning thì sao nào? 10. Thì Lightning ăn 6 đam. Thì mũi tên bay đến. Pew. Hết hai con zombie còn, con zombie cuối chết rồi, không còn tên. Đến đầu của round sau, mọi người nghe thấy những tiếng bước chân từ xa rảo bước đến. Có những bước chân lết trên mặt tuyết, có những bước chân chạy nhanh từ phía zombie. Where is my zombie? Zombie đâu hết rồi, đang tìm trong cái à đây. Mọi người có thể thấy một vài con zombie đang mò đến, có thể đứng ở vị trí mọi người có thể không thấy họ. Đây gì đấy vậy? Lightning là có dark vision không? Mọi người đây là có những ai có dark vision? Not me, I'm blind native. Đất cắt cắn một cái dashing light vào chỗ nào đấy đi, góc góc này. Ra ở đây là có đủ ánh sáng để mọi người, đây là ban ngày. Và vào trong nhà thì tại vì những cái nhà này nó cũng vỡ nứt hết nên vẫn có ánh sáng vào. Hiện tại mọi người không cần, chỉ là có tường cản nhìn thôi. À, tường cản tầm nhìn thôi đúng không anh? Alright. Những cái mọi người thấy bị chắn lại là tường. Và những con zombie mới đã tham gia vào combat. Skeleton nào đây? My. Skeleton này dash ở đây. Zombie này. Vesperia. Ok, bắt đầu từ turn này thì Vesperia sẽ kích hoạt cái khả năng từ cái Blade Singing và nâng AC của cô ấy lên 19. Ok. Hãy hát đi, hát đi, hát đi, đừng ngại ngùng. Hơi lười á, không hát đâu. Về action thì
Em nghĩ là em sẽ bắn luôn cái con bên dưới Ascendant. Ừ, bắn đi. Đâu rồi nhỉ? Tạch, 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 tạch. Em phải roll hit trước đúng không? Đúng rồi, tôi hit trước, chính xác trước. Em vừa bị tắt cái sheet đi. Sheet của em ở hình như dưới cùng. Em biết rồi nhưng mà nó vừa... to hit someone damage. Nice, chưa đủ để giết nó. Này trông có vẻ là sắp chết rồi. Vừa mới bị bay cái hàm, xong bây giờ một bên vai nó toác hẳn rồi. Asperia có di chuyển đâu nữa không? Có, em di chuyển. Oh shit, em... Nào? I don't know why, but... có tẩy không biết nhỉ? Em không biết đã, tại vì em ấn nhầm cái draw rồi. Em định ấn cái thứ kể. Để anh xóa. Anh xóa hộ em. Thế thì em chạy lên đây. Feet của em là đủ 40. Yeah, rồi. Em chạy lên đây. Gu. Con ở ngay bên dưới. Asidan mặc dù là trông người tã lắm rồi, nhưng có vẻ nó không biết đau đớn là gì. Nó vẫn cứ tiếp tục. Nó cào vào Asidan. 15 to hit. Có vẻ là trượt. Nice. Zombie đã chết. Xóa tên. Đắc Đinh. Đắc Đinh đã thấy là đồng bọn của mình cũng đã giết được vài con zombie khác, nhưng mà cũng có những con khác bắt đầu xuất hiện. Em sẽ lại dùng cái long bow của mình để bắn con này nhất ạ. Đấy là short sword em ạ. Nhưng thôi rồi, anh vẫn lấy cái độ chính xác đấy, lăn damage của long bow đi. Em cứ bấm nhầm này, em xin lỗi kìa. Rồi để bấm lại nhé. Wow, trúng 7 đam. Muốn miêu tả là em giết con gu này thế nào? Nó đang cố gắng là cào lấy Asida, bạn của em. Em sử dụng cái long bow bắn thẳng cái mũi tên vào đầu nó, ngã vật ra sau và co giật rồi. Nó ngã xuống mặt tuyết. Gu, con gu này. An, em có thể di chuyển. Nếu em muốn. Em di chuyển ra đây vừa rồi. Vừa rồi. Rồi, con gu này dash ra đấy. Asidan. OA không. Nó dash rồi thì có OA không? Opportunity attack. Nó chưa vượt qua cái nó chưa ra khỏi tầm melee của ai cả. À, alright. Nó vào tầm melee của người. À, nó vào tầm. Chứ khi bạn có Sentinel thì bạn có thể OA. À nhầm, bạn có ấy chứ. Bạn có Bolea Master. OA. Asidan. Đến lượt của Asidan. Thấy Đắc Đinh vừa mới giết một con gu ở bên dưới của mình và chạy ở đây, nhưng một con gu khác từ phía lại chạy đến cạnh ngay của Asidan và Đắc Đinh. Khi gu vừa chạy tới thì Asidan lập tức tấn công nó. Đúng. Nice. Nice. Một búa, nó đang chạy về phía Đắc Đinh với theo, thì Asidan lập tức vung búa vào chân nó. Bạn có cha start của nó đâu. Rồi. Còn Gas thì đang trong một cuộc cào với Tai Lung. 21, không phải là trúng. 8 đam. Và Tai Lung phải lăn một cái con safe để không bị paralyzed. Có vẻ là cái 13. Cào của con này có độc. Rồi, lượt Tai Lung. Khi mà bắt đầu lượt ở cạnh con này, có một cái mùi cực kỳ khó chịu. Stench, any creature starts its turn within 5 feet of the gas must succeed at, lại một cái con safe nữa, DC 10. Hoặc là bị poisoned. Qua. Em sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái poison này trong 24 giờ. Trước hết là Tai Lung sẽ lộn nhào và đá từ trên đầu nó xuống một lần. Gây sát thương là 6, tu hit là 16. 6 đam. Khi mà trúng nó thì nó sẽ phải dex save. Ok, 11. DC là 12. Prone nó bị prone. Sau đó bonus action, Tai Lung ở trên cao dùng móng vuốt của mình để đấm vào đầu nó một lần nữa. Có advantage nên là sẽ zone 2 lần. Cũng có cả bless nữa. Có bless 17, sát thương là 6. 6 đam nữa. Cái đòn này sẽ đá nó lùi về sau 10 bao nhiêu feet này. Nó phải strength save, nếu không nó sẽ bị đá về sau 15 feet. Một turn dùng được cái này nhiều lần và nó có tốn kỳ không? Whenever you hit là được. Ok. Nó dùng 3 lần được. Strength save 24. Không có gì xảy ra. Còn một đòn nữa đúng không? Nếu không, em chưa dùng kỳ ở trong vấn đề này. Em chưa dùng kỳ. Em enter. Cái này là whenever you hit with one of your flurry of blows attack, chứ không phải attack nào cũng được. À, ok. Thế nghĩa là chỉ có cái attack của ấy thôi. Flurry of blows. Yeah, mình sẽ bắt đầu cái đấy từ bây giờ, không phải backtrack đâu. Con zombie dash được 40 feet, hết đợt. Con zombie này đã chết. Lightning. Lightning. À, nào đây, cho một quả mà. Vào con nào? Bắn 3 con một lúc được không? Được. 3 con gần nhất đây. Con này. Có con này là 1, một con nào nữa? 3 con gần nhất. Anh chuyển à, rồi, con đấy là 2, con nào nữa? Con thải lưỡi này à nữa? Con cạnh Tai Lung với cả con đang vừa đát đến đây. Ok. Piu piu piu. À, quả phát nổ vào 3 con này. Ngâm muốn miêu tả 3 cái quả Magic Missile của mình thế nào, trông như nào không?
Lightning là búng tay một cái là từ trên đầu ba cái tia sáng bắn ra ba hướng, vậy thôi. Đấy, hình dung đấy là ba tia điện cho nó đúng theme của đó, nhân vật này. Cho nó ba con co giật một tí nhưng mà vẫn đứng, cả ba con đều vẫn đứng. Anh tự lùi hai con skeleton này bắn tay lung trượt, con skeleton tiếp theo bắn này đây bắn acidan. 16 có trúng acidan không nhỉ? Zombie dash đến acidan, skeleton cuối cùng bắn tay lung 6 đam. Đầu round mới mọi người lại à, từ nghe từ, thì hình như em có deflect missile. À, muốn dùng không? Ok, nó là một cái gì nhỉ? Deflect missile này. Reaction. Redo 1 d 10 cộng 6 đam. 1 d 10 cộng rồi. 6. Thế là không có đam luôn. Tài lung nghiêng người bắt lấy mũi tên. Con skeleton mặc dù là nó không có mồm nhưng mọi người vẫn cảm giác là nó đang há miệng. Nó kiểu bẻ gãy mũi tên ở trong tay kiểu. Rồi, đầu round mới lại thêm các tiếng bước chân. Mọi người đi tìm xương đi chứ. Đang tìm đây, được rồi. Không ai cover tôi không dám nhảy lên. Tại sao lại để thằng không có Dark Vision đi tìm xương thế này? Đây, ở đây đây. Nhưng mà đông mất, vừa là đông mất. Ông đánh giật, tìm đánh luôn đó. AC24 chắc không chết đâu. Mọi người có cảm giác là càng ở đây lâu lượng zombie đến là vô hạn. Không biết đánh như bao giờ. Dập xương đi mọi người. Focus on one thing. Xương ở ngay chỗ. Thấy rồi mới chạy ra đây đó. Nhưng mà không ai lên cover đâu. Mình không ở hết dưới này lên đấy. Giờ giờ muốn, giờ muốn lên này. Nó khó cơ. Ra chỗ Vesperia. Nát một Vesperia. Nỡm chưa? Nỡm chưa? Nỡm quá. À thì phản pháo lại thôi. Nó đánh mình thì mình đánh lại nó. Rồi bị vỗ nhẹ một cái. Bay damage. Crossbow expert là không bị disadvantage. Không bị disadvantage khi đánh gần. Nó vừa huých xong, Vesperia sẽ là kiểu nghiêng người sang bên cúi xuống, chỉ hand crossbow vào đúng cặp của nó, bùm phát xuyên sọ. Thế là nó chết trong cả hai hit à? Nó chết trong một hit. Một hit à? Để bắn vào đứa khác. Oh shit, em em đang định redo để cái xương kia mà lỗ ấn. Em double click. Ok, em có thể làm gì với bộ section cũng được. Thế thì em move 5 feet lên trên này. Rồi em dùng bonus action để think you scary tool. Còn nếu mà kiểu ý là em có bị mất thời gian không anh? Còn nếu mà không thì em dùng chỉ cần dập hoặc ritual bonus xong action rồi. Hoặc action là sao? Thế thì em còn move thì em sẽ di chuyển lên đây. Sau khi em cái xương trên này nữa. Cái anh sẽ để cái mà đã được giải phép xong, nó sẽ có một cái aura màu xanh. Từ đây lên đây là 5 feet này. 5 feet từ đây chạy ra thì là 30. 30 thì lên đây luôn đi. Đây, được rồi. Enter. Rồi, cu này đã chết. Zombie này chết chưa? Dash lên. Thôi được rồi, để tôi đi scout cho. Bớ các ông. Đúng rồi, chúng tôi bảo vệ. Vesperia thấy thấy con zombie này nó bò qua khe, trườn người qua khe để lan cho nó một cái acrobatics. Acrobatics. Xem nó chui qua được cái khe này không? Nó kẹt. Ai giúp tôi rồi, kẹt luôn. Kẹt luôn rồi. Ai giúp tôi hạ con gâu ở bên cạnh ơi. Ok, tôi sẽ ra đánh nó có được advantage không nhỉ? Có. Rồi, anh cho nó đang bị restrain. Nice. All right. Duck Dink. Duck Dink. Hay lựa chọn là muốn ở lại giúp giúp Ascendant hoặc là lên giúp Chai Long giết cái con này. Ý là Lit nghĩ là mình nên chia ra. Ý là với Lightning thì ai đi với Lightning đi. Còn đâu là để Chai Long với Lit đi scout thì cũng được. Còn người còn lại thì có thể fixed. Ý là vẫn cần một người đi cùng Lightning tại vì Lightning có vẻ khá là vulnerable. Ôi mới là vulnerable này, có ai nhìn máu của tôi không vậy? Đi máu tôi bằng bằng nhau đánh. Rồi ạ, rồi em sẽ dùng cái source work của em để đâm qua bên cạnh. Ừ, đâm. 20. Trúng. 4 đam. Ù, chưa đủ chết. Nếu mà em còn cái short sword thứ hai thì có thể bonus action để không là cộng dex. Okay. Em muốn di chuyển không? Hay là đứng yên đấy? Em di chuyển vào ra. Thế thì trường 5 feet ra bên này. Nó sẽ đánh với theo bằng reaction vì em đi ra khỏi khu vực cận chiến của nó cắn phát. 18, 11 máu. Có muốn di chuyển nữa không? Ok, đến nó hăng tiết vịt, bước theo cắn em phát nữa. See that? Hăng tiết vịt. Ok, I'll stop. 9 down. Oh my god. Rồi, còn 10 máu. Help me.
Asidan. Nhớ là cái này cực kỳ hạn chế chạy. Nói chung là ở trong vùng cận chiến thì ưu tiên dập nó trước đi đã. Ô tại sao mọi người em giảm máu rồi nhưng mà tại sao kiểu thanh máu ở trên đầu em nó không giảm đi nhỉ? Đi kệ đi, nó lag kệ đi. Tôi thấy nó giảm anh, rồi. Anh có thấy giảm rồi đấy. Thôi kệ nó đi. Sao vậy? Cho cái lag một tiếng. Ừ. Anh nghe lại tìm nhau thôi cũng được. Tìm nhau thôi cũng được. Ừ, nếu mà em nhìn stream của anh Hoàng là có thấy máu giảm rồi đấy. Ừ, cái này không có hồi máu không thằng biết mình vẫn yên. Đây ai đây mà đúng rồi Asidan kìa. Asidan đánh con ở phía trên mình. Ok đấy. Yes, 11 là vừa trượt. Enter. Người có bonus action, có spells, có vẻ nên bắt đầu dùng. Con gas này sẽ đứng lại từ vị trí prone và đó, không có gì có thay đổi, đó cũng không phải là quan thông minh, nên sẽ cắn tay luôn trượt khè. Tài lùng kìa. Ok, mình sẽ dùng action để decelerate và bắt đầu đi tìm cái ấy. Ừ. Thì không. Mình sẽ chạy sang bên phải trước, dạ, chạy lên cái cầu thang. Ai kéo hộ mình với? Có, Thiện kéo rồi. Vừa đi 20, okay. 25, đấy có gì không? 30, có gì không anh? 35, cho 40. Em xem map ở trên đấy không anh? Đây là để Thiện. Tại vì Hoàng đang share screen nên là để Thiện cho cái token này cả Hoàng cũng nhìn được nha. Ok, nếu mà mọi người nhìn vào stream của Hoàng sẽ thấy từ tầm nhìn của Tai Lung. Ờ, nghĩa là không có ý nào đúng có, không? Có, thấy một cái. À đây, một cái ở đây. Đây là chưa đến đúng không? Ừ, đây là hết 40 rồi. Ok, ok, dùng một key để dash ra chỗ đấy. Nhưng nên nhớ protect là cái đầu lâu này cần một action hoặc là bonus action để activate ritual. Dạ, yeah, em biết rồi. Hòa giải, bây giờ em đến được đây. Mày hết turn đúng không? Con zombie này sẽ vòng lại vào trong này đuổi Tai Lung. Dash đến được đây, nó đi khá chậm. Lightning. Cái độ cao của cái bậc đấy là bao nhiêu đây anh? 3 feet, sợ giỏ 5 feet. Mình có sở lô phone chứ nhỉ? 5 feet thì cũng không vấn đề gì đúng không? Nhảy xuống thôi mất máu. Lightning, thấy là vẫn cứ ngày một nhiều zombie tiến đến vùng này. Có vẻ là ngửi. Diệt được một cái rồi đúng không? Mấy cái nữa nhỉ? 9 trên 10. Chắc là cũng đến 12 người đi. Ít là ngồi đi phá hết đi không? Không. Tôi với ông Alexander không ra được, còn bạn còn... Mấy ông này có xử lý nổi không đây? Cần cứu không? Cần cứu. Tôi bị đánh bị chặt gì này. Tôi với Alexander bị đánh bị chặt gì này. Ok, mà Dinh Mixer vào ba con đang vây bọn này. Ồ, Alexander. Đủ máu để giết con bên trên. Họ. Hai con bên dưới thì chưa chết. Lightning chĩa tay ra, chĩa hai tay ra bắn một quả... Nổ ra ba tia sét bắn vào ba người đang vây khốn Akitan nối đúc kinh. Sau đó thì tự di chuyển lag từ từ lag đây lag nhá, từ từ nhá, 30 đến đây đúng không? Ba phát cung này đều vào Akitan và đều trượt từ ba con xương. Con zombie ở bên dưới sẽ huých vào Darkling, có vẻ là mục tiêu dễ hơn, nó sẽ huých vào Darkling trượt một trượt. Con xương này bắn Akitan 23 có vẻ là trúng. 4 đam cho Akitan. Asidan lăn một cái Constitution Saving Throw để giữ Bless. Bless vẫn được giữ. Bless vẫn được giữ. Đến vòng tiếp theo, nhờ năng lượng của tình bạn và anime và các bạn có vẻ khổ sở quá. Nên là không zombie nào phát hiện, xuất hiện tiếp. Nhưng mà vòng sau sẽ có. No. Vesperia. Biết thầy lấy 4 feet mobile chạy 50 feet một tơn. Thì ra gần một tí. Em nghĩ là em sẽ dùng rapier để chọc nó, I guess. À thôi, quên, mình không bị disadvantage. Cầm mẹ nó luôn, bắn luôn cho lành. Ok. Đúng rồi đây. Mình lại đang có advantage thì yes. Mẹ sao tàn 16 cái này. À chết. Đùa. Alright, thế thì... Đang cố với vào trong cái khe tiếp ra với đây. Lại bắn. Chạy tiếp ra đây. Rồi, à. Yeah, bonus session, like ritual and shit. Rồi. Activated thấy cái đầu lâu rồi, nó hóa xanh lên. Để. Nãy em đứng ở đây, từ để đây đi. Qua là 5 feet này, 5 feet xong đến đây là 25 feet, là 30. Thế thì tiến lên 10 feet nữa, ngại gì mà không. Đã thanh tẩy được 2 trên 10. Qua đây được không nhỉ? Tường à? Đây là tường. Ôi thế thôi em ra gần đây, em đi với Lightning cũng được, không sao. Rồi. End turn. Rồi. Chúng ta cứ nghĩ là cam combat nhưng mà thực ra đây là cam rượt đuổi. Đây là cam scout. Chạy được anh nhanh em thôi. Các bạn, did you know tôi mà bui siêu tốc thì tôi có thể chạy 60 feet một turn. Vì không nhất thiết phải lúc nào cũng biết là mình sẽ làm gì cho combat. Cứ phải làm một cái standard build và sẵn sàng cho bất cứ thứ gì xảy ra. À, con này đã chết rồi. Nhưng mà bọn này chạy chậm, anh em mình cứ chạy nhanh lên được. Nghĩ được tiếp, anh chạy rồi, chạy rồi.
anh bỏ cái disguise theo disguise vậy thì bọn này nó chạy được xung quanh. Em sẽ bảo là nó ngửi được hơi mọi người và biết. Ok, nó sẽ, nếu mà có một party member khác cạnh anh thì nó sẽ hơi confused tí và đánh party member khác chứ không đánh anh. Nhưng mà nếu mà anh đứng một mình nó vẫn sẽ đánh hơi được. Nhưng anh sẽ phải dùng cái action để làm cái đấy, để cast this guy self. What the fuck? Em dùng cái short sword của em để đâm con ở trên đây. Rồi, đâm đi. Sau trượt, rút kiếm ra chém như là trượt. Cộng 5 mà ra 6 à? Em có muốn dùng bonus action để làm gì không? Em lại dùng short sword để chém nó phát nữa. Ok. Nan 1 và Nan 2. Chém kiểu này. Ây da. Ây da. Báo quá. Ây da. Báo quá bạn ơi, báo quá. Ý của tôi, sư đàn. Sư đàn chém. Ok. Bảo Nan 3 rồi. Rồi chúng. Nát 3 nữa thì cười xin luôn. Ở đây đánh thế này này, xong rồi nện nó phát bay vào cái cây. Rồi. Cảm ơn. Có một con cuối, cố lẽ sẽ lên. Không biết làm gì. Gas sẽ, rồi, đến chỗ các bạn nào. Cào đi cho vui. Chưa rồi, tay lung. Ok, tay lung giơ chân đạp. Ông ơi, cho tôi xin cái map. Kéo sang chỗ tay lung nhìn. Hai con. Đang có một con ở cạnh mình à? Còn kia không ta? Ok, tay lung đấm con kia một cái. Con ở cạnh hả? Một phát đấm. Vâng, một phát đấm vào mặt. 18, sát thương là 4. Chết. Và sử dụng bonus action để đạp cái ấy. Rồi. Để đạp cái đầu lâu. Tương tác với cái đầu lâu, ok. Đã được thanh tẩy, sẽ cho cái màu xanh. Và em chạy xuống dưới. Sao em không chạy được xuống dưới này? Là nó là cái tường. Muốn cường, đúng rồi, chạy lên thôi. Đến cái tường rồi, chỉ có chạy thẳng lên thôi. 2, 3, từ, đợi em một tí, 10 feet, ok. Rồi, tiếp đi anh. Rồi, zombie không biết làm gì, chỉ có dash đến chỗ em, hết turn. Lightning. Trên này, ông, chút ba trên này có gì không? Lạ quá, kì, tả đầy ngon. Lightning dùng một cái action để thanh tẩy. Thanh tẩy, wow, thanh nó thành màu xanh. Bam, xem nào, chạy đủ 30 không? Đúng đâu, để xem nào, từ bắt đầu từ chỗ này đúng không? Đấy, ở đây, sẽ ở đây, sẽ ở đây, đây là 25 rồi, còn một ô nữa. Ok, rồi. Chắc là, quên mất từ nãy đến giờ là Lightning đang bay là trên mặt đất nhé. Lightning vẫn còn cái action, chưa làm gì trong turn này, mới dùng bonus action để thanh tẩy. Chúng tôi. Nhìn thấy cái gì để đánh cả. Hoặc dash. Dash kiếm thêm size, I think. Ok, dash. Dash được thêm 30 feet nữa, đấy tốc chạy. À mà đã đi scout rồi đấy rồi thì Lead có thể đi lên trên. I can go up there. Tổng cộng là 6 ô, có thể di chuyển xong rồi nếu mà không được quay lại cũng được. Em nhớ cái chỗ hiện tại cho. 10. Hình hết rồi. 20. Thế nào con này không chạy nữa đâu. Ok, không chạy nữa. 3 con skeleton chiêu chiêu chiêu. Một phát trúng vào Acidan, 6 đam, lan một cái constitution saving throw cho concentration và bless. Zombie, quick ducking. Đầu vòng mới, lần này mọi người lại nghe tiếng bước chân tiếp rồi. Mọi người cảm thấy một cái gì đấy ở trong không gian. Anh ơi, Em mất wifi. Từ em đang mở lại. Mất wifi nghĩa là bật lại được đúng không? Dạ, vợ em bật lại. À ok, vòng này gì? Ok, vòng mới ấy, tiếp theo mọi người nghe tiếng chân tiếp. Vòng này nghe chân có vẻ dồn dập hơn. Nhưng mà có vẻ đây là đợt cuối zombie tiến đến. Mọi người cảm thấy có cái không khí ở xung quanh có gì đấy dense, nó tense hơn bình thường. Mọi người cảm giác là thời gian để thanh tẩy các cái đầu lâu sắp hết. Nghe một tiếng lọc cọc từ phía bắc. Lọc cọc và oh my god, is it the boss? Sú? Ai thấy đó thì thấy. Là tôi nhìn thấy một con ngựa các bạn ạ. Oh my fucking god. Dead the night rồi. Tôi không chơi với nó nhé. Em cả đám. Và cũng một vài con zombie thường bước tới. Skeleton đầu round. Skeleton là chết chưa chết. Skeleton bán đắc định. Xong rồi bước dịch ra một bên. Nhường đường cho cái gì đó. 14 có vẻ chuyện đắc định đúng không? À không, 14 trúng. Nhường đường cho cái gì đó. Đắc định ăn 4 nam nhé. Anh ơi, anh chửi hộ em cái. Okay. Chửi hộ em được không? Được. Bởi vì em không phục em ạ. Vesperia. Đắc định có thể nhìn stream của Hoàng. Vâng, em đang xem ạ.
Ây da, khoai nhỉ. Thấy cái thấy lo ló ở đây là... này. Thấy lo ló rồi. Cái này chắc là 2 tiếng rồi. Không end kịp rồi. Ừ, không, 2 tiếng không end kịp rồi. Bây giờ đẩy scout. Bây giờ đẩy scout tiếp không hay là combat? Tôi nghĩ là các bạn cứ scout đi. Tại vì mình được 4 trên 10 rồi mà. Scout okay, nhanh. Thế thì list scout tiếp vậy. Đây là bao nhiêu nhỉ? 30 thì... Em quay lại gọi. Ok. Một dưới map chưa ai động đến nhá. 30 này, 30 2 feet nữa này. Quên mất initiative. Em nghĩ là em có thể action. Em có thể action and dash thêm. Em còn bonus. Bên gì thì 5 feet này. Thấy một con rồi. Lại quay chỗ này scout rồi. Xanh là thanh tẩy rồi. Xanh là rồi. Ây da, chở lỗ rồi. Thế thì feet rồi. Thì... dưới đây, trên chở dưới mắt chưa làm gì nhá. Thế thì em đi trên này. Ooh, oh my god, that's something. Còn đủ tốc thành. À, vừa đủ. Em còn thiếu đúng, em còn đúng 10 feet thôi, vẫn em đi có 25. Rồi. Vừa đủ anh ạ. Rồi, bonus section. Yep. Ba la xỉ bùa. Ding 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 ding. Ôi mày quá. Enter. Phew. Chết này, con zombie nào. Đã chết. Đắc đinh. Em dùng cây short sword của em để đâm con gần nhất ngay bên trên đầu. 21. Oh, no, đây là long bộ. Rồi, chúng chưa chết. Cắt được một tay lưng. Tay lưng disengage và chạy. Rồi. Đi qua được đoạn này không anh? Bình phát, giữ chuột trái một lúc. Được, được. 3 này, 5, 6. Where the fucking that? Trên dưới map đi, trên map làm gì? Còn cánh phải bên dưới map chưa scout ấy. Cánh phải, cánh trái chưa. Dưới map chưa làm gì, chưa ai động. Trái cũng chưa luôn á. Enter. Ui, thế thì lead đang cảm giác là mình sẽ rất là painful. Lead đang ở cánh trên. Còn cái đầu lâu kìa. Ngã sẽ cào Đắc Đình, 19 trúng, 9 đam. Và Đắc Đình ngã xuống. No. Nhiệm vụ khó ghê. Bắt đầu phải lăn death saving throw. Accident. Healing word, cure wounds, anyone? Okay. Đắc Đinh chưa phải lăn ngay, nhưng mà đến lượt thì mình sẽ dùng cái death save được rồi. Đến lượt mới phải lăn death save. Accident làm gì? Dùng đây hay nó lay on hand chứ. Ok. Bao nhiêu máu? Năm máu đi. Bao nhiêu? 5 máu. Rồi. Gọi từ từ thôi, tí con gọi tiếp. Xác định còn phải gọi nhiều. Xác định đấy. Ok. Đang dùng an action, còn muốn làm gì nữa không? Sợ làm gì không ta? Em chưa hỏi trong lúc được áp ca thì có cái gì xảy ra? Xem thấy con boss xuất hiện thì phải. Hỏi end on đi. Mọi người có muốn trước khi chết giết chết con boss xong rồi chết không? Được. Tôi còn xây một cái chiêu ulti cho nó rồi không nào? Còn đến này thấy thanh niên cưỡi ngựa, đầu đội mũ, mũ trông giáp. Không giống thanh niên lắm. Bọn người dám đến địa bàn của ta làm gì? Những gọi là gì? Đầu lâu báu vật của ta thế này. Hắn giơ tay lên, mọi người thấy từ trong các căn nhà bay nghe tiếng lọc xoạc liềng xiểng, các cái đầu lâu bay ra bay về phía hắn. Đi em cũng không biết ở đâu luôn, trông giống gần giống map quá. À đây rồi. Đi em chơi áp á. Hóa ra phải chọn cái chết. Anh em bây giờ người ta ghét rồi. Mỗi cái đầu lâu này có vẻ là đem năng lượng cho hắn một cách nào đấy. Bây giờ có phá được đầu lâu khi mà ở trên tay hắn không anh? Có. Ok anh em, còn đợi gì nữa? Vẫn có thể thanh tẩy nó như thường. Chuyển thôi. Con ngựa của hắn sẽ dash đến đây. Cả bộ đầu lâu. Vậy chuyển sát cứ nhóm vào hội Ascendant với em vậy. Sẽ... Mọi người đang ở giữa mặt nó mà. Không chạy đúng không? Vẫn chạy hết được chạy. Chạy. Nó spear 2 phát vào Hasidan. Chiến một thánh binh sao? Giết người đầu tiên. Oh no. What the hell? Oh no. Chill, yeah. Daddy, chill. Critical. Oh, 7 và 14. Ui rồi, đúng 21 đam này. Thôi very sao? Dead. Chỗ Ame mình đang học là ở đâu? Địa điểm. Không nhớ. Rồi, hết bless mọi người nha. No. Lightning. Chết rồi. Đầu tiên anh dùng cái nội tại anh bay ra để tránh bọn này đánh, con này đánh không nhỉ? Đấy là khi mà cast một cái level 1 trở lên thì được dùng bonus action để bay ra. Đúng không? Cast một cái bonus action để bay để không tránh con này đánh. Khi mà anh dùng một cái phép trong level 1 trở lên trong turn thì có thể dùng bonus action để bay ra. À, đánh trước. Bây giờ đánh trước cái gì? Anh tùy em. Con này
Lightning điên tiết cắt một cái phép cực mạnh, phép level 2 Shock of Ray, ba tia lửa đánh thẳng vào con boss. Nó tại không vì đang có thế. Một con đang có chưa mạnh nhất của tôi thì nó thế thôi. Đang có một cái địch tôi là rồi. Ông đang melee. Đúng rồi, đang có một đó. Con ở vùng cận chiến của Lightning nên là những đòn tấn công tầm xa của Lightning bị disadvantage. Nếu mà Lightning muốn bắn thường thì phải đi ra khỏi tầm cận của nó và có thể bị nó đánh. Còn là đang máu rồi lên não đi cứ bắn đi. Ok, vậy thì lăn một lần nữa để thể hiện sự disadvantage của phát đầu tiên và lăn hai lần nữa với disadvantage. Cứ lăn đi nha. Ok. Chào nữa. Lăn hai lần nữa với disadvantage, but disadvantage luôn đi ơi. Có cái nút disadvantage ở bên trên, có cái normal advantage và disadvantage ấy, nó đỏ, đang đỏ. À, chuyển sang core, không phải spell, chuyển sang core. Core rồi. Thấy bên ngay bên trái chữ core có chữ disadvantage, normal advantage không? À đây rồi. Bắn hai lần nữa. Ba phát nha, bắn cứ gắn ba phát nha. Mọi người anh thấy là dù là bắn cũng trượt vãi nồi ra và cũng nhận thấy là các cái đầu lâu quay xung quanh hắn và bảo vệ cho hắn. Rồi, xương này bắn vào Đắc Đinh trượt. Zombie này chạy đến chỗ Đắc Đinh. Xương này bắn vào Đắc Đinh trượt. Xương này lại bắn Đắc Đinh tiếp. Trúng. Năm đam. Năm máu nằm. Ôi, vừa nằm lại. What the fuck? Mấy người nằm rồi. Tôi không what nhìn is thấy this mọi abomination? Người. Mấy người nằm rồi. Còn tôi, ông nữa, ba người thôi, còn ba người nhá. Ba người. The only healers. Rồi, con này sẽ đi đến chỗ Lightning Dash đến. Khả năng cao tôi sẽ công bay đi mất nha. Không biết. Tạm biệt mọi người nhá. Đùa, thật chứ. Đời như đùa. Thật nha. Không, không được cảnh sát được tôi bay đi đấy. Rồi bay này crit đắc crit lightning vậy đã. Toàn crit này thì đỡ đấy gì nữa. Thôi, yeah. Thôi ta luôn cúp người chạy. Bao nhiêu đam rồi? Bao nhiêu đam rồi? Bảy đam. Bảy đam. Tại sao Tyler làm chứng minh mà ở lại chứ? Đừng nghe thôi đấy. Ở lại đi. Ở lại cái gì? Làm chứng minh mà. Vesperia. Mà chứng minh không rồi hiểm nhá. Ở lại chúng tôi. Ây da. Khó nhỉ? Không bạn ơi, tôi có chỉ số Intel cao hơn. Để cao hơn một con chó. Khó quá nhở, ôi, chết rồi, giờ sao đây? Alright. Tôi có chỉ số Intel cao hơn người bình mọi thường người, các bạn. Mọi người pain quá. Ở Talung rồi, Talung ở đâu ấy? Talung á, Talung ở một cái chỗ mà mọi người không thấy được. Talung ở tiết trừ góc map à? Ở chỗ sẵn sàng để ra khỏi map. Ôi dồi ôi, chết cha. Thôi thì move, trước tiên là cứ move ra đây đã. Em có 40 feet thì... Đây, 40 được đến. Ngoài đây lại có người... Các bạn phá mấy cái đấy đi để xem tôi có solo được con boss không nào. Ôi dồi, solo á. Chắc chưa? Anh chắc chưa? Thử xem thôi, biết đâu anh đấy. Chắc thì em dash tiếp này, anh chắc thì em dash tiếp. Chắc... anh chắc thì em dash tiếp này về phía bắc của cái bắc. Về phía bắc của cái bắc. Phá xong, các bạn phá xong ấy đi, phá xong mấy cái ấy đi, tôi solo bot cho xem. Nhưng mà mấy cái bây giờ mình chưa mở nó nằm hết mẹ dưới map rồi, tít rồi. Đó là cho bot đi, nó bot đi. Cho bot đi rồi. Còn boss nó triệu hồi tất cả cái đấy về chỗ nó rồi. À, thế à? Chạy ra phá hết nó đi. Nói chung là đi đến chỗ này đi rồi sẽ thấy, đi đến chỗ này đi rồi. Đó thì tôi đã phá đi ra đây vậy. Từ lúc mình ra chỗ bây giờ mà mình chạy thì cả team buồn cười lắm nhỉ. Đứng ở đây à? chạy đi, chúng tôi sẽ phạt ông. Cái con trước mặt em nó vẫn chưa chết đúng không? Yeah. Những con nào chưa gạch là chưa chết. À, chưa gạch chưa chết à? Thầy kia đã bắn chọc điên luôn kia một phát. Chả con boss đi. Để nụ của nó ở chỗ tôi. Thế thì em bắn một phát vào con boss. À không, từ từ, đứng khoảng cách này. Thế rồi, từ đang không nhớ tầm bạn của... Bạn sẽ bị disadvantage 30-120. Shit! Chết rồi, tầm ngắn quá. Thế thì, light crossbow tầm là bao nhiêu nhỉ? 80-320. Thế thì rút light crossbow ra bắn. Sao không dash vào và phá cái ấy đi? Nó gõ à? Để nó gõ cái gì? Nó phong một phát là... À, từ từ, con boss là nãy nó đánh là bao nhiêu nhỉ? Đánh mọi người là cái on hit vừa rồi. Cộng 5, không mạnh lắm đâu.
Nhưng mà Dash làm sao mà kịp được? Dash làm sao mà kịp được? Đi lượt sau tôi đến là kịp rồi. Thế này nhá, okay, Vesperia chị thấy các cái đầu lâu kia bay vòng xung quanh con boss, khó là khó nhắm nó. Con này là Abaddon à? Tí nữa nó lại bo râu than, đánh nó hồi máu. Cái đấy là speculation nhá. Bắt đầu đến đoạn khó đấy, bắt đầu đến đoạn khó rồi đấy. Thôi đi vào đi, chắc không chết đâu. Để bây giờ move lại còn con boss không biết bao nhiêu move nhỉ? Nãy em đi bao nhiêu rồi nhỉ? Em dash từ đây ra đây là 45. Em còn 35 nữa. Đi nốt 35 nhưng mà đi làm sao không dính cái con kia, tại vì không muốn bị ăn oa. À thôi. Con này cầm đi qua nó luôn đi. Con này cầm cung. Đi qua luôn đi. Đi qua luôn đi. Con này cầm cung. Đi qua nó luôn. Rồi đi di chuyển đi. Em còn 35 đúng không? Đúng rồi. Đi từ từ nhé. Thật nó qua một phát là đối trong 31. Rồi, em đi qua nó cầm cung nhưng nó sẽ đá em một cái. Tại có opportunity. Nỡm làm sao mà trúng được. Rồi. Ok, làm sao mà trúng được. Đặc định đáp xem. Các bạn có nát 20 rồi. Ok, không. No, nát 20 không phải nát 2. Rồi, tay luôn. Đặc định có một fail đáp xem nha. Ok, em tích rồi. Năm mươi viên vật ra hay là rau xong thì xin thưởng cậu. Thay lung kìa. Thay lung. Ok, mọi người sao rồi? Có ai chết chưa? Chỉ nằm chứ chưa chết. Đấm nốt con zombie bên cạnh một phát này. Chỉ cần trúng là nó chết, không cần làm đau đâu. Con này yếu rồi. Bắt Blast rồi đúng không? 22. Ok, nó chết này. Dập đầu nó vào tường. Chờ để rau em đi đây xem một tí nhá. 2, 3, 4, 5, 6. Ra đây đã. Phải là hiểu xa đấy. 8. Dùng bonus action để spend nốt một key cuối. Đá thêm lần nữa. Rồi đến được đây. Tôi đến giúp các bạn đây. Mọi người thấy ta lùng từ chỗ nào chạy ra. Dã man nhỉ? Anh đến cứu chúng tôi. Rồi, đến đây. Lại gặp con gas lúc đấy, nó ra cào. Đúng con lúc đấy. Phiền hà quá nhỉ? Rồi, trượt. Acidan, một đáp save. Nếu mà nó trượt thì ta lung sẽ dùng. Death save. Từ từ anh, em chưa xong. Nó 20 nếu đi. Nếu mà nó dùng, em sẽ dùng Ripto để tấn công lại nó. Martial update, bản đòn. Bản đi. Là 24 sát thương là 5 cộng với lại Ripto là được thêm 1d6 đam nữa. Đang nghe 5 anh chột dạ, nó còn 6 máu rồi, nó chết. Mọi người thấy Talon né đòn cào của nó và phản đòn bằng một cú đá móc. Vẫn còn chút hy vọng. Acidan đẹp xếp rồi. Ra nát 20 thì còn hy vọng đấy. Rồi, một success. Thôi ít nhất là alright, this is bad. Zombie quick lightning hay là trúng actually, holy shit. Nằm. Yo. À không, chưa X, sorry, mới chỉ bất tỉnh. Ai? Lightning bất tỉnh. Còn ai nữa không? Cái gì? Ôi dồi, cái gì? Còn ai được mình nữa à? Is it? Ê, chạy đi. Is it just the two of us? Xin chào. Oh. Bạn có thời gian để nói về bảo hiểm nhân thọ. Đưa chưa hết tâm. Oh no. Cái gì nhỉ? Talk about your extended car warranty. Our Lord and Savior Lightning McQueen. Is it just the two of us? No. Hi. 10 là hey there. Lấy cái đam bên phải nha. Một phát trúng 8 đam. Không, 11 đam, sorry. Chỉ ai trúng? Tai Lung. Ông cầm cái giáo. Một phát trúng. Xiên à? Shinx. Xiên. Lightning, death save. Ôi dồi ôi. Ngồi đi. Cái gì đây? Ngồi đi. Guys, come mình on. Mình vừa bảo Outlaw and Savior. Lightning, death save. Đồng ý cho ngay quả. Death save, can bột ạ. Hơi rồi, Tai Lung ăn 4 đạm nữa. Ôi đồ. Nó không quá. Bây giờ nếu mà còn sống thì ôi, con gì kia? Cái gì đấy? Con zombie dài. Tôi nhìn thấy một con nó to đùng. Hold on. Ok. Nhiều skeleton quá. All right. Nhiều quá nhỉ. Có thể. Con này phải dash, không có tầm bắn. Vespia ơi, tí nữa dùng cả action lẫn bonus action phá hai. Em biết em phải làm gì, Xong rồi chạy. Xong rồi hai đứa, mỗi người chạy một hướng. Thằng nào sống được thì về sau gặp lại. Rồi thì chỉ có 20 hoặc 1 thôi. Hy vọng là không chết. Ôi bạn ơi.
nếu không là cái one shot này nó sẽ sớm hơn dự định. Shot này sẽ thành công không lo. Một cái quest thất bại cực kỳ bi lai. Bạn này bắn vào tay lưng này. Oh wow. Rồi, tay lưng sáu đam. Có reaction nữa không? Hay à. Sorry, sao xong rồi. Gì sao? Vesperia. Nghèo hết là khóc đấy. Lên đây. Em dùng bonus action phá một cái. Rồi. Xong rồi lại bước ra đây phá thêm cái này nữa. Người làm gì vậy? Phá thêm cái này nữa. Rồi. Phá thêm một cái nữa. Hai cái. Rồi múc xong nó rơi. Thấy nó rơi xuống mặt đất. Phá thêm cái này. Đứng ở bên này đợi đơn thân sau phá tiếp. Không đợi đi. Ok. Hết rồi. Đặt mình đẹp xem. Dặn được rồi. Để kéo này ra. Thôi. Chết thản. Chết thản rồi. Oh no. Thái lông. Đặt mình đi con. Mọi thứ chỉ dù tôi tệ hơn. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Con nào ngã thì con nào vừa ngã đấy. Thái lông. Chạy ạ. Mọi người làm gì? Con sống không? Con thở không? Thái lông con thở không? Đóng cửa vào. Thái lông á. Hấp hối. Đến lượt mình nhỉ. Phá nốt dùng action mấy bonus action phá nốt hai cái này, hai cái là hết rồi đúng không? Còn một cái nữa. Cái đấy em phá nốt. Ok, thế để rồi. Kịp không? Xanh. Và xanh. Chưa, em chưa xong. Thế thì để giúp nốt ấy một lần là mình sẽ chạy đi để cho nó OA mình. Wow, rất cao cả. Nó but OA. What if everybody dies? 23. Bạn còn sống. 4 đam thì dead. Ôi trời ơi, em không muốn nhất là mày mà chết đâu. Chắc tin nãy hai lần fail hay là một lần fail? Một là lần fail và một lần nát một. Một lần nát một. À ừ, thế thì hiểu. Thế thì chết rồi. Nát một là hai đánh hai dấu. Chết. Accident. Death save accident. Một success, một fail. Zombie phải dash đến đây. Không, soldier. Không cần. Soldier sẽ chém hai right. phát vào Vesperia. Chỉ còn một người cuối cùng thôi sao? Sú. bạn có siêu không đấy? Bạn có siêu spell không? I don't know, you tell me. Bạn là wizard mà. Girl, shut up, I'm waiting. Mỗi phát này bị trừ 4. Ôi rồi, đến thời rồi. 20 I cast và... the ultimate spell. 20 và 15. 20 và 15. Ừ, nó mất 4 cái đầu lâu rồi. 20 và 15, thế thì em cast shield để né cái đòn đầu tiên. Shield nó sẽ shield né cả 2 đòn trong cái tuần đấy. Né cả hai nhưng mà AC của em đang là 19 thì shield chỉ cần té được cái đầu thôi. Ok, chỉ né được cái 2. Thế em ăn 5 đam. Sao lại chỉ ấy được? À, what? Cái này là 20 và 15. Cả hai cái này trừ 4. Độ chính xác của nó là trừ 4, bị trừ 4. 20, 15. Thế là cái on hit cuối cùng của nó là gì? On hit cuối cùng của nó là 20 và 15. Và ai 20, 15? Ừ. Nếu mọi người hỏi mechanic, nó mất 4 cái đầu lâu, nó bị trừ 4. Thế thì bây giờ cast shield để mất cái hit đầu. Thì còn hit sau AC của em 19 thì em vẫn qua chứ đúng không? Shield là em lên 24. Shield là đến em sẽ lên 24. Em lên 24 cho đến luôn. Một vòng luôn. Nhìn chung là một vòng. Em đỡ được cả hai. Thì yes, em cast shield để nốt vào trong. Trừ spell slot đi. Trừ spell slot. Lightning, death save. Slot remaining 2. Alright. Các bạn đã xếp thế nhỉ? Thảm quá. Em có death save nãy giờ. Có mỗi con 14 là thế nào đấy? Đùa. Trượt. Tên này chúng ta nên... Thôi chúng ta nên... Đây là Suicide Mission rồi. Tôi chắc chắn là... Trượt. 24 lận nhỉ? 24 lận đấy. Không có advantage. Guys, keep hitting me. Keep hitting me. Gái nó crit cho phát thì nằm luôn lập tức. Gái. I'm a walking turret. Chắc chắn là keep doing it. Thường những đứa hay gáy thì nó sẽ hay ăn crit. Đây là Vesperia versus the world. Rồi Vesperia. Rồi đập nốt đi. Phá nốt rồi. Phá nốt rồi. Bonus section phá nốt. Chắc chắn là nếu cứ cái đàn này sẽ đúng dự kiến 2 tiếng. Bonus section phá. Phá nốt. Rồi. Cô đã làm gì với sức mạnh của ta? You can run away now. Không biết nữa. Chẳng qua là thấy mấy cái đầu lâu này nó chướng mắt quá. Giải bớt thôi. Nếu mà được thì em dùng action cầm rapier lên sọc nó phát. Rồi sọc đi. Can I do that? Yeah, okay. Sure. Nice. Sao không chạy? Normal. Mình phải sĩ trước rồi mình chạy sau cũng được, chắc không sao đâu.
Bạn ơi, bạn không biết lên red là bạn bị 1, 2, 3, 4, 4 phát hit. Ôi, 8 à? Nhảm ấy? Nhảm thế. Nhảm vãi. Rồi, Đắc Đinh, khóa xóa khỏi turn order. Tài lùng đẹp safe. No. People. Có cần phải people viết nữa không anh? Có ai gọi được dậy nữa đâu mà đẹp safe là gì anh? Còn ai gọi dậy nữa đâu? 20 thôi. Em chỉ có nát 20, 20 thôi. Nếu mà nát 20 thì bảo, còn không thì để Acidan cũng đẹp safe. 2. Rồi, Acidan. Chỉ hoài vào. Acidan sẽ là thế. Khóc đây, khóc đây. Trời ơi, please no. Chưa. Những cái attack của con này bây giờ bị trừ 5, vẫn đánh 2 lần. Theo mình vẫn phải sọc nó à? Trượt và trượt. Lightning, death save. Rồi, bao nhiêu con đây? 1, 2, 3, 4 mũi tên và 3 cái slam. Ồ, đùa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Rồi, xem nào. Crit kìa. 20. Một cái hit, một cái crit. Có muốn shield không? Một hit, một crit. À không, 2 hit, 1 crit. 2 hit, 1 crit. Thế thì có shield thôi. Shield ăn phát crit cũng được, không vấn đề gì cả. Rồi, 9 dam. 9 dam. Right, okay. Vesperia. Má sao mà mệt mỏi dữ. Có em ăn 9 đam đúng không? Ừ, 9 đam. Má số 11 máu ạ. What the fuck? Shit. Bắt đầu không biết phải làm gì đấy. Tất cả người đang nằm lăn luôn cái death save đi xem có nát 20 không. Không thì gộp một lượt luôn. Vesperia. Biết sơ, chùa non. Thôi, thấy Lightning và Acidan thì chết rồi đấy. Hai người em ra được 19 anh ạ. Hai người nhìn. Thôi bạn ơi. Rồi. Cái gì? Ai à, 19 không? Nát 20. Tài lông 19. Vesperia. Còn cho anh diện thêm 50 nữa cho cộng 1 điểm. Thế thì... Trừ 1 điểm lần trước để cộng 1 điểm lần này được không anh? Thôi, sủi đây anh em. Mission cộng điểm cho đo đánh thiện đi anh cộng điểm cho. lăn một cái. Lăn cho anh một cái. D2. Được 2 thì thành 20. Nào thẻ đi. Lăn cái D2. Mấy? 1 anh ạ. 1. Rồi, nằm đấy. Đó là số rồi. Nào thẻ đi. Cho anh thiện hẹn được rồi. Chết rồi, chết rồi, guys, please, no. Vesperia, mời. Ây à, niềm hy vọng cuối cùng, last hope. Bây giờ còn không biết là đánh con này xong có ấy không nữa. Chạy đi bạn ơi. Chạy được thì chạy đi. Rồi cứ bắn nó một phát đã xong rồi disengage ra cũng được. Không biết là đâu có chết được không. Bắn một phát, không sao disengage được. Em bắn bằng bonus action xong em disengage. Không bắn được, phải attack. Phải bắn bằng action rồi mới được bắn bằng bonus action. À thế à? Ừ. Chết cha. Ây à, khó nhở. Sao không dash ra được? Cho em hỏi là dash ra mình vô. Dash là action. Dash là action. Dash là thêm một lần tốc chạy. 30 thì lên 60, 40 thì lên 80. Chết thật, chết rồi. Giờ hết cái để làm rồi. Finally, the worthy opponent. Tài lưu đã thua. Đúng như dự đoán. The worthy opponent. Bây giờ mình gần cái mọi rồi. Người chết hết chưa? Ai chưa? Còn tài lưu nhưng mà tài lưu không được nát 20 thì... ba người chết rồi, ba người chết thẳng rồi. Rồi em... Hả? À, em còn à? À một còn cái rồi. Dậy được lần nữa, cố dậy. Dậy được lần nữa. Cố lên mọi người, đừng để... Vesperia, rồi làm gì, làm đi. Thôi em tự do một lần nữa chơi. Nha. Thôi em sẽ... Disengage. Đâu nhỉ? Tự di chuyển. Disengage là... Đây là 5... Lát 1 anh ạ, tài lưu chết hẳn. Ông đem tôi nữa. So okay, fam. Is it? Shit happens. Then it'll be long. So my own enough. Yeah, I might end turn. Okay, Acidan còn lăn được không? Hãy chết hẳn. Còn lăn một phát được không? Rồi, lăn đi nào. Nát 20 chả thấy, rồi thấy nát 1 death save. Ôi thôi, xong rồi. Quyết là xong sớm mọi người. Quyết là xong sớm nghỉ sớm nhá. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ ở đây. Kết quả là last hope của mọi người còn sống sót không? Chúng ta sẽ biết vào không bao giờ. Thực ra thì mọi người cũng hoàn thành nhiệm vụ mà. Rồi, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ là thanh tẩy được khu vực này. At what cost? At what cost? At what cost? At what cost? Cho thanh tẩy một đống zombie với cả chạy vòng vòng. Đây là narrator voice sẽ nói là mặc dù tiểu đội anh hùng của chúng ta đã bỏ mạng gần hết, nhưng vùng này đã được thanh tẩy sạch, những con zombie không sinh sôi nảy nở thêm nữa. Và sau khi chính quyền gửi thêm một vài nhóm anh hùng nữa đến, là
đã giết được sạch được bọn này. Vesperia may mắn thoát được lần này, và sau xong cái lần trở lại cô đã PTSD. cũng tìm được những cái xác của những đồng đội của mình đem về, hy vọng một ngày nào đấy tìm được anh bạn Cleric Never Level 5. Please. Chúng ta kết thúc câu chuyện one shot của combat chúng ta ở đây. Đúng sự tính hai kiểu luôn mà. Em ơi, đúng là hôm nay run xui quá. Ừ. Em nghĩ là tại vì thay platform này không thử nổi hai con zombie ở đây. Tại thay platform nó không phong thủy bằng dùng Avray, cho nên là hay phong thủy. Chết thật. Không nghĩ là ông Arcadian với con đúc một hai con zombie mấy chục thương nó không đánh được. Sáu thương nó không đánh nổi hai con. Từ từ đét xếp ra không biết xem bao nhiêu. Một lần nát 20 cười. Tại sao mà tôi vẫn chỉ lệch để tầng dưới 5 cơ? Nói liên tục con người. Nói liên tục con người. Ê, one shot của mình là kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn mọi người đã cùng người hang out với nhau chơi. Hôm nay là kiểu binh chiêu linh, không nặng đầu quá, kiểu roleplay. Hy vọng mọi người là thích cái format hôm nay. Thiện cũng cố nghĩ cái kiểu combat nào mà không chỉ có mỗi việc là đứng chạy vào một chỗ và bong nhau, hơi khác bình thường một tí. Mọi người có vẻ là cái round đầu tiên vẫn mindset là phải bong nhau, nhưng mà đến round thứ hai mới nhớ mình có thứ khác để làm. Thực ra là em bắt đầu cái tactic discount tại vì em xuống ở dưới. Em đứng ở dưới gần Ascendance, em mới thấy là có cái đầu lâu ở trên nên mình nhớ. Tí nữa là quen Tass. Chết thật. Ok, mọi người. Bye bye. Bye. Cảm ơn anh Thiện và host. Mọi người có thể replay New Game Plus vào một lúc nào đấy, có thể speed run. em sẽ tiếp tục đem Vesperia vào một cái one shot ở đấy. Retry from last time. I will retry and I will win this time. All right, bam. All right, bye mọi người. Bye bye.